Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trên nay có những nội dung đáng Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, Thành ủy Bắc Cạn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Bắc Cạn, dự và chỉ đạo hội nghị việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thành phố nhằm tạo sự chủ động đảm bảo tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp yêu cầu đủ về số lượng đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển chung của thành phố trong giai đoạn hiện nay các đại biểu đã nghiên cứu và tín nhiệm lựa chọn nguồn nhân sự quy hoạch đảm bảo các yếu tố phẩm chất trình độ năng lực độ tuổi trách nhiệm nêu gương khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đồng chí trong danh sách giới thiệu. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân lực bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cấp thành phố, cấp phòng, ban nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 tăng 11 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, tỉnh thu hút nhiều dự án với tổng mức đầu tư lớn, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa và thực hiện trên môi trường điện tử tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đó là những điểm nhấn trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian qua. Năm 2019, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và tư vấn đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã đồng hành và hỗ trợ cho hơn 100 nhà đầu tư và được đánh giá cao về năng lực, trách nhiệm của cán bộ trung tâm. Các danh mục dự án thu hút đầu tư, sổ tay hướng dẫn các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, cũng như những thông tin về tiềm năng thế mạnh, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh được đăng tải công khai và cập nhật trên trang thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh, giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về trình tự thủ tục thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh qua đó giảm các chi phí về thời gian đi lại, chờ đợi và các chi phí khác. Trong năm 2020 thì và 2021 với sự đồng hành và hỗ trợ của trung tâm thì đã có 57 dự án được Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ. Và chiếm 34% số dự án và 49% tổng số vốn đăng ký từ trước đến nay. Ngoài ra thì có 17 doanh nghiệp với 27 dự án đã được ủy tỉnh chấp thuận tài trợ cái kinh phí lập quy hoạch. Với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Thời gian qua cùng với những giải pháp tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thì nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính cũng được quan tâm thực hiện. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực đầu tư giảm thời hạn giải quyết thủ tục từ 32 ngày làm việc xuống còn 18 ngày làm việc cắt giảm được hơn 39% chi phí. Thủ tục trong lĩnh vực đất đai giảm thời hạn giải quyết thủ tục từ 15 ngày xuống còn 12 ngày, cắt giảm được 20% chi phí. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, giúp cho các doanh nghiệp có thể chủ động sắp xếp thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh qua kết nối internet, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Đặc biệt sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp đăng ký tăng gần 20 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban tỉnh trình tỉnh ủy ban hành cái nghị quyết 08 về đẩy mạnh cái cải cách hành chính, nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2125 ở Đồng thời thì chúng tôi cũng tham mưu cho ban tỉnh ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cái đơn vị địa phương uh, ban hành kế hoạch với những cái giải pháp cụ thể để uh, cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh của cấp tỉnh cũng như là ở các cái đơn vị sở ngành các huyện thành phố tổ chức đối thoại gặp gỡ với các doanh nghiệp hợp tác xã để từ đó nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời các cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó nút thắt khó khăn về hạ tầng giao thông bấy lâu đã dần được tháo gỡ khi tuyến đường Thái Nguyên chợ mới được hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016. Đến năm 2021, tin vui khi Bộ Giao thông Vận tải đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường chợ mới Bắc Cạn, tuyến cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng và bước sang năm 2022, tuyến đường thành phố Bắc Cạn Hồ Ba Bể có chiều dài 39 km cũng đã được triển khai thi công. Huyện Na Rì đã phân bổ hơn 1 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục ở Động Nàng Tiên, thị trấn Yên Lạc các hạng mục đang được thực hiện là hệ thống chiếu sáng, bậc lối đi, lan can, nhà điều hành, địa điểm thắp hương. Động nàng tiên được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 1999, là hang động tự nhiên, sâu xuống lòng núi khoảng 60 m cửa động có chiều cao khoảng 6 m khẩu độ cao của vòng động khoảng từ 30 đến 50 m Từ cửa hang vào trong động có nhiều nhụ đá, cột đá, tạo nên cảnh đẹp huyền ảo lung linh rất hấp dẫn, công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng năm này thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Bạch Thông. Hiện nay trên địa bàn huyện có 35 cơ sở sản xuất thực phẩm, bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh, 215 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 36 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 159 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các ngành chức năng chính quyền các cấp huyện Bạch Thông đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các quy định của pháp luật về lĩnh vực này cho nhân dân, đặc biệt là những chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ về thực phẩm. Năm 2021, tuyến xã trên địa bàn tổ chức kiểm tra gần 400 cơ sở thực phẩm, trong đó có 336 cơ sở đạt yêu cầu, tuyến huyện kiểm tra gần 100 cơ sở, trong đó có 79 cơ sở đạt yêu cầu, có 2 cơ sở bị phạt tiền, 9 cơ sở có sản phẩm bị tiêu hủy, 9 cơ sở bị nhắc nhở. 4 tháng đầu năm nay, tuyến huyện kiểm tra 30 cơ sở, có 28 cơ sở đạt yêu cầu, hai cơ sở bị phạt với số tiền 2,3 triệu đồng, 31 sản phẩm bị tiêu hủy. Theo khảo sát đóng góp ý kiến về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh thời gian qua cho thấy, gần 80% ý kiến người dân được hỏi đánh giá rất hài lòng với chất lượng phục vụ của Công an tỉnh. Việc khảo sát lấy ý kiến được thực hiện qua hình thức quét mã QR code tại 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an các cấp. Qua gần một năm thực hiện, đề này đã thu nhập được gần 900 lượt đóng góp ý kiến của người dân, trong đó 79,4% đánh giá rất hài lòng với chất lượng phục vụ của Công an tỉnh. 100% đánh giá thái độ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ chiến sĩ là lịch sự, tận tình, chú đáo. Cùng với kết quả này, thời gian qua nhiều giải pháp cải cách hành chính được thực hiện như đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết đối với gần 20% thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công dân. Tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính ngày thứ Bảy hàng tuần đã góp phần đưa chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Công an tỉnh đạt 95,23%, xếp loại xuất sắc, xếp hạng 8 trên 63, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Từ gói hỗ trợ an sinh xã hội Việt Tinh Banh Việt Nam sẽ triển khai hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Bắc Cạn trong năm nay. Tổng số 100 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết. Cụ thể, huyện Bắc Nẵm 40 nhà, huyện Ba Bể 30, huyện Ngân Sơn 30 nhà. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện Bắc Nậm, Ba Bể, Ngân Sơn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội triển khai giả soát đối tượng được hỗ trợ, lập danh sách để phân bổ vốn. Theo kế hoạch, các ngôi nhà sẽ được xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2022. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa này.